cả các bản kinh xe phong cách 24 giờ. Kawasaki Z1000 XS 2017 hoàn toàn mới với nhiều thay đổi. Chiếc Z1000 XS 2017 đã được Kawasaki bất ngờ ra mắt tại triển lãm Intermod 2016 cách đây vài phút. Như mẫu Z1000 XS 2017, ngoài thiết kế ngoại hình hoàn toàn mới với tổng thể mang đậm dáng sport touring vốn có. Đặc biệt này thiết kế đầu đèn đã lộ ra mà bà biết trước đây mà chúng tôi đã đưa tin. Ở mẫu 2017, ZX1000 XS đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khí thải của Euro 4 như âm thanh và khí thải vân vân, kính chắn gió cao hơn, thiết kế góc cạnh đẹp mắt hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Cùng với xe phong cách 24 giờ sau chi tiết Z1000 XS 2017. Kawasaki Z1000 XS 2017 màu xanh. Bạn có thể so sánh với thiết kế mới của chiếc Z1000 XS 2017 với phiên bản 2016 ở bên dưới. Với bộ dàn áo hai bên được đánh giá là khá đẹp, thiết kế khí động học so với phiên bản màu cũ. Đặc biệt phần đầu xe hoàn toàn mới, góc cạnh hơn, cặp đèn xi nhan vẫn nằm ở hai vị trí như cũ. Còn chiếc Kawasaki ZX 2017 màu đen xám. Phần đuôi xe thiết kế tay nắm tạo cho người ngồi ở phía sau rất thoải mái và tiện dụng hơn khi dắt xe tới lùi. Bộ đèn chiếu sáng được tinh chỉnh là full LED. Theo được biết thì độ sáng mới tăng lên 1,4 lần so với mẫu cũ. Ngoài ra, bộ đồng hồ điện tử mới hiển thị full LCD có hiện cấp số là tính năng mới của xe, đèn báo sang số vân vân. Bên cạnh đó, xe cũng được tinh chỉnh độ cao yên xe thấp hơn 815mm bằng với Z1000. Trang bị hệ thống điện mới như EMU, kiểm soát traction control, phanh ABS tốt hơn. Bộ EQ được tinh chỉnh cho phù hợp với khối động cơ 1043cc đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo đó, Kawasaki được biết thì chiếc Z1000 XS 2017 mạnh mẽ hơn, êm ái hơn nhiều so với mẫu cũ. Xe có 3 màu tùy chọn: xanh Candy Light Green, xám đen Metallic Backless và cam Candy Burst Orange. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.